Chào các em, hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu nội dung bài số 6, tổ chức cuộc họp hiệu quả. Như chúng ta đã biết khi chúng ta đi làm thì việc họp trong một tổ chức hay một công ty là một vấn đề mà chúng ta sẽ gặp thường xuyên và nói đến kỹ năng làm việc thì không thể bỏ qua được việc tổ chức một cuộc họp như thế nào để hiệu quả đúng không ạ? Và như là William Daniel đã có một câu nói rằng họp là vấn đề đáng lưu tâm bởi vì nó là nơi văn hóa tổ chức được duy trì. Một công ty nào chúng ta muốn hiểu văn hóa nó ra làm sao nó được cái giao tiếp giữa mọi người như thế nào? Chúng ta có thể nhìn qua cái cuộc họp, cách mà mọi người trao đổi, cách mà mọi người giao tiếp với nhau. Và hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu nội dung này. Có một con số thống kê về các cuộc họp tại nước Mỹ như sau. Chúng ta có thể theo dõi. Có 11 đến 20 triệu cuộc họp một ngày được tổ chức tại Mỹ. Và các cấp quản lý thì dành đến 4,4 triệu giờ một năm để người ta họp hành đúng không ạ? Và mỗi nhân viên thì mất đến 15 tiếng mỗi tuần để họp Vậy chúng ta có thể nhìn qua cái thống kê này và thấy rằng Việc họp chiếm đến rất là nhiều thời gian của mỗi nhân viên Nhưng những cuộc họp này có thành công hay không thì lại là vấn đề đáng bàn đúng không ạ? Và cái thống kê khác chỉ ra rằng 1 phần 3 các cuộc họp đã không cần thiết mà vẫn tổ chức ra và các cuộc họp vô bổ này đã ngốn tới 37 tỷ USD mỗi năm trên quốc gia Mỹ. Và ngay cả một đất nước tiên tiến như vậy mà tới các cuộc họp họ vẫn rất là lãng phí và không cần thiết. Vậy thì chúng ta nhìn lại các cuộc họp ở Việt Nam mình thì sẽ như thế nào? Và mọi người đã hình dung ra cái văn hóa họp xưa nay của Việt Nam chúng ta vẫn là gì ạ? Họp để ngồi nghe một người nói là chính đúng không ạ? Và ở dưới kia thì mọi người muốn làm gì cũng được và họ không thảo luận nhiều và giống như là đi điểm danh để cho có mặt trong cái buổi họp hôm đấy. Vậy thì làm thế nào để chúng ta tổ chức một cuộc họp thành công? Thì trước khi nguyên nhân nào đã dẫn tới các cuộc họp này không thành công, chúng ta sẽ tìm hiểu các nguyên nhân. Nguyên nhân đầu tiên đó là họp hành không cần thiết. Người ta đã tổ chức ra những cuộc họp mà không cần thiết khiến cho nhân viên cũng như là người quản lý mất rất là nhiều thời gian để đến dự các cuộc họp này. Và thứ hai nữa là họp mất quá nhiều thời gian. Một cuộc họp mà tổ chức từ sáng đến trưa, trưa đến chiều hay là ngày này qua ngày khác mà không giải quyết được vấn đề gì chỉ khiến cho mọi người thêm mệt mỏi mà thôi. Và một nguyên nhân cuối cùng nữa là các cuộc họp đã không dùng tới lịch trình để điều hành, bởi vì không có lịch trình thì các cuộc họp sẽ đi lan man ra các chủ đề không cần thiết hoặc là họ không tập trung vào cái chủ đề chính và lịch trình như thế nào thì tí chúng ta sẽ tìm hiểu. Vậy thì muốn các một cuộc những cái cuộc họp của chúng ta thành công thì chúng ta cần có các câu hỏi cần thiết trước khi chúng ta tổ chức các cuộc họp đấy. Thứ nhất, đó là chúng ta sẽ hỏi tại sao chúng ta phải họp? Mục đích cuộc họp này là gì? Tổ chức ra để làm gì nó có cần thiết không? Khi chúng ta thấy rằng cuộc họp đấy cần thiết, cấp bách thì chúng ta mới tổ chức họp. Và thứ hai là ai được tham gia cuộc họp và nên họp khi nào? Họp ở đâu? và có cần tài liệu gì cho mọi người xem trước hay không thì đây là những câu hỏi keyword mà mỗi cuộc họp diễn ra thì chúng ta nên xem lại để quyết định rằng cuộc họp này có nên tổ chức hay không và sau đây chúng ta sẽ tìm hiểu các thể loại họp hành như thế nào người ta đã chia ra bốn cái thể loại chính thứ nhất là họp chia sẻ thông tin thứ hai là họp giải quyết vấn đề thứ ba là hoạt động nghi lễ và cuối cùng là cuộc họp ảo và chúng ta sẽ tìm hiểu các cái cuộc họp này. À, thứ nhất là các cuộc họp về chia sẻ thông tin. Ví dụ như các cảnh sát hay là y tá thay ca thì họ thường có một cái cuộc họp giao ban để họ có thể à, tổng kết cái ca của họ trước đấy để cho mọi người nắm được tình hình và báo cáo ngắn lại cho các nhân viên à, trực ca tới sẽ làm những vấn đề gì quan trọng trong những cái thời gian tiếp theo. Hay là cuộc họp giao ban thứ hai hàng tuần ở các công ty mai sau các em đi làm các em sẽ thấy là các công ty có cái văn hóa đó là thứ hai hàng tuần họ sẽ họp giao ban. Họp giao ban để có thể là phổ biến những cái nội dung mới của cái tuần sắp tới và họ sẽ được cập nhật rất là nhiều cái thông tin từ cấp trên hay là những cái ý tưởng từ cấp dưới đưa lên đúng không ạ? Họp thứ hai đó là họp giải quyết vấn đề. Họp giải quyết vấn đề là một cuộc họp rất là quan trọng mà hầu hết các tổ chức đều muốn hướng tới ví dụ như họ sẽ họp để xem xem rằng thời gian sắp tới công ty sẽ ký hợp đồng với nhà cung cấp nào hay là có nên giới thiệu sản phẩm mới trong mùa hè tới hay không hay là cắt giảm chi phí sản xuất thì ở khâu nào thì sẽ tiết kiệm nhất hay là chúng ta phân chia một cái nhóm làm việc cho dự án sắp tới sẽ như thế nào và kỳ nghỉ hè thì chúng ta sẽ tổ chức cho cán bộ công nhân viên của mình đi du lịch ở đâu thì đấy là những vấn đề mà họ muốn đưa ra thảo luận và có những cái ý tưởng thì người ta gọi đấy là họp giải quyết vấn đề còn một hình thức thứ ba nữa mà các em có thể nhìn thấy trên slide họp hành rất là vui vẻ đúng không ạ thì người ta gọi đây là hình thức họp nghi lễ họp nghi lễ thì có thể được tổ chức vào các cái cuối tuần ví dụ như thứ sáu hay là thứ bảy hàng tuần ở các tổ chức và những cái hình thức họp này nó mang tính là lễ hội nhiều hơn, ví dụ như là cà phê nói chuyện, ăn uống, uh, bia bọt đúng không ạ? Hay là các cái hình thức như vậy thì khiến cho mọi người gắn kết với nhau hơn. Và mục đích của các cuộc họp này là gì? Đó là mong muốn cái sự cam kết của các thành viên đối với uh, tổ chức cũng như là sự gắn kết các thành viên với nhau hơn. Và ngoài ra có một mục đích cao cả hơn nữa, phía sâu ẩn sâu hơn nữa đó là gì ạ? sẽ có những ý tưởng sẽ có những vấn đề mà người ta không thể nào nói được khi mà người ta ngồi họp với nhau ở trên công ty thì những cái buổi gần gũi như thế này là để cơ hội cho nhân viên bày tỏ những suy nghĩ những cái quan điểm của mình trong tổ chức